Thưa quý vị, ngày mai ngày 16 tháng 2, có 1.275 công dân đại diện cho tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng sẽ lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất, ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV trước ngày hội Tổng quân. Là sinh viên vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành quản trị du lịch, anh Phạm Hoàng Lân, tổ 25 phương Thọ Quang, quận Sơn Trà, đã nhận lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Với sức khỏe loại 1, anh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này và háo hức sẵn sàng chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ. Nhưng không may, bố anh mất vì tai nạn giao thông trong dịp Tết. Với trường hợp này, có thể tạm hoãn để chăm sóc mẹ già. Nhưng anh vẫn thiết tha được tổng quân đợt này để được tiếp tục rèn luyện kỹ năng trong môi trường quân đội. Sau khi được báo tin là chúng nghĩa vụ quân sự, đó là điều mà Ờ, trước đây là em đã mong muốn, mong muốn được thực hiện. Đó là ước mơ của em từ khi còn bé nhìn mấy chú bộ đội rất là kiểu, ở phong rồi. Đây bây giờ đã thực hiện được ước mơ. <laughs> dạ tinh thần em rất là đang hào hứng. Rồi. Theo ban chỉ hy quân sự quận Sơn trà năm nay trên địa bàn quận có 175 thanh niên nhận lệnh sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ban Chỉ huy quân sự, quận đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, đoàn thể tổ chức tặng quà động viên thanh niên lên được nhập ngũ, đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội. Trung tâm Y tế quận thường xuyên tổ chức test nhanh COVID-19 cho số thanh niên trúng tuyển, sẵn sàng bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, đảm bảo giao quân đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Đến nay thì trên địa bàn đã làm tốt một công tác chuẩn bị, 100% thanh niên đã nhận lệnh, an tâm tư tưởng, sẵn đàng lên đường nhập ngũ. Các địa phương đã làm tốt công tác phối hợp cũng như động viên, cũng như tặng quà, gửi quà, cũng quan tâm chế độ chính sách cho những gia đình gặp khó khăn. Đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Kế hoạch giao quân năm nay sẽ tiến hành nhanh gọn an toàn để bảo đảm phòng chống dịch. Còn trên địa bàn quận Thanh Khê đã có 217 thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác chuẩn bị kháng đài để làm lễ giao nhận quân đã hoàn tất. Ban tổ chức lễ giao nhận quân các địa phương cho biết, năm nay do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên các đơn vị nhận quân tập trung tại các trung tâm văn hóa thể thao theo từng quận huyện với hình thức nhanh gọn, chặt chẽ, an toàn thực hiện nghiêm quy định 5K. Các công dân nhập ngũ phải được xét nghiệm âm tính với sách covid 2 trước khi vào khu vực làm lễ giao nhận quân. Gia đình và người thân của công dân không được vào khu vực làm lễ. Hiện nay thì cái việc giao quân đối với lại quận Thanh Khê cũng đã chuẩn bị xong các phương án và cũng như việc giao quân thì cũng đã cũng đã xây dựng. Nếu các thanh niên được nhập ngũ mà âm tính thì sẽ được giao quân ngay sau đó. Còn trường hợp mà nếu không may ro có cái dương tính thì sẽ được đi cách ly và điều trị tại khu đi hôm chính ở trên địa bàn. Còn một công tác tổ chức cũng như các cái chương trình thì cũng cũng đã phối hợp với các lực lượng các địa phương chuẩn bị chu đáo cho cái việc giao quân. Năm nay, thành phố Đà Nẵng tuyển chọn 1.275 công dân trong độ tuổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 1.000 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, còn lại 275 tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Theo quy hoạch, thành phố sẽ bàn giao 490 công dân cho 6 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 510 công dân giao cho 5 đơn vị thuộc quân khu 5, còn lại 275 công dân giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố. Về cái chất lượng giao quân thì về cái sức khỏe loại 1, loại 2 thì trên 50%. Về cái trình độ cao đẳng đại học thì trên 15%. Về tuổi đời từ 18 đến 20 thì trên 70%. Nói chung là chất lượng thì cũng cơ bản là đảm bảo. Thì đến bây giờ là cái công tác tuyển quân của năm 2022 là đến này giờ là cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng giao quân cho các đơn vị theo đúng thời gian quy định của trên. Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác chuẩn bị cho ngày mai, ngày hội tổng quân đang được ban chỉ huy quân sự các quận huyện khẩn trương thực hiện với kế hoạch và phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo lễ giao nhận quân năm 2022 được diễn ra theo đúng quy định, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.